Hà Nội đang trong những ngày nhộn nhịp của mùa lễ Giáng sinh 2020. Khắp các đường phố Hà Nội rực rỡ sắc màu với cây thông Noel, hút khách tham quan, chụp ảnh và mua sắm. Dù nguy cơ dịch bệnh vẫn còn, nhưng nhiều tuyến phố, nhà thờ, trung tâm thương mại những ngày này rực rỡ hơn trong không khí chào đón Noel. Những cây thông lớn đã bắt đầu được dựng lên, trang hoàng lộng lẫy với những hộp quà lớn nhỏ, hoa tuyết lung linh, dây đèn lấp lánh và những quả cầu đầy màu sắc. Phố Hàng Mã là địa điểm lý tưởng mà người dân và khách du lịch lựa chọn để tận hưởng không khí sôi động và chọn mua cho mình những món đồ trang trí đẹp mắt, cũng như tranh thủ check-in để ghi lại một mùa Noel đặc biệt khi mà những nguy cơ từ dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn. Đồ chơi và đồ trang trí Giáng sinh năm nay đa dạng, có nhiều mẫu mã, kiểu dáng. Các mặt hàng quen thuộc trong dịp Giáng sinh được bày bán thu hút sự quan tâm của người dân như cây thông, vòng nguyệt quế, ông già Noel, người tuyết. Giá cả của các mặt hàng năm nay không có thay đổi nhiều so với các năm trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên sức mua của người dân đối với các mặt hàng trang trí này giảm xuống rất nhiều so với trước kia. Em thấy mọi người đến Hàng Mã chơi rất là đông, nhưng mà ở bán hàng giảm tại vì do dịch bệnh COVID. Năm nay là COVID nhiều, ảnh hưởng nhiều. Bình thường mỗi năm mà đi chơi bên năm nay ấy, khá là đông hơn, mà năm nay vì COVID là nó cũng ít người hơn thôi mỗi năm. Do mình một số người cũng đeo khẩu trang ấy, nhưng mà do bên nước mình kiểm soát dịch khá là tốt đấy, nên là làm sao đi chơi nó yên tâm hơn đấy. Biểu tượng mới của thành phố tương lai phía tây Hà Nội, chuẩn mực và đẳng cấp vượt trội. Vị trí trái tim của đại đô thị thông minh đầu tiên tại Việt Nam. Triết lý sống xanh được thực hiện hóa trên từng không gian sống. Imperial Smart City, thịnh vượng Green Smart, một sản phẩm cao cấp của tập đoàn Minh Group. Không khí Giáng sinh tại nhà thờ lớn Hà Nội trở nên nhộn nhịp đông vui hơn bao giờ hết. Trước nhà thờ là cây thông lớn để du khách đến lễ và tham quan có dịp chụp ảnh. Năm nay, theo truyền thống, phía trước nhà thờ trang trí một ngôi sao lớn, đổi màu liên tục. Đó là ngôi sao Bethlehem hay còn được gọi là ngôi sao Giáng sinh, theo phúc âm. Đây là ngôi sao đã dẫn ba nhà thông thái phương Đông đến với Jerusalem. Ngôi sao ấy luôn ở phía trước họ, dẫn đường và dừng lại đúng nơi mà Chúa Giê-xu Giáng sinh. Người dân từ khắp nơi đổ về nhà thờ lớn những ngày Giáng sinh để chụp những bức hình đẹp, tận hưởng những không khí của dịp lễ đặc biệt trong năm. Phố phường Hà Nội đã rộn ràng những bản nhạc Noel, các cửa hiệu được trang hoàng lộng lẫy, đường phố lấp lánh những ánh đèn màu, một Giáng sinh an lành, ấm áp lại về.